Đấy, Asia đây, TradecoinAzure đây TradecoinAzure sẽ giúp cho chúng ta cái cách mà à, rất nhiều cái anh chị à, rất là khổ sở Cái việc mà làm thế nào để có thể quản lý được cái à, danh mục đầu tư của mình Tôi biết rằng à, anh chị tham gia thị trường coi thì anh chị chia ra làm ba trường phái Một là trường phói, phái về à, hầu coin lâu dài, ít nhất là 6 tháng, 1 năm, thậm chí 3 năm, 5, 5 năm Hai là anh chị vào cái trường phái là trade, day trading hoặc là swing trading, tức là anh chị anh chị trade theo ngày hoặc là theo sóng. Một số khác thì anh chị đầu tư vào những cái IDO, IEO và hy vọng nó pump x10, 100 lần thì cách nào cũng đúng bởi vì nó đúng với các anh chị hết. Tuy nhiên thì cách nào phù hợp với các anh chị, bản thân các anh chị vậy là người chọn ra cho mình một cái phương thức phù hợp và đúng đắn nhất. Đó. À thế thì ngày hôm nay tôi hướng dẫn các anh chị là cái um, dành cho những anh chị theo trường phái là hầu tức là anh chị mua và nắm giữ cái lượng coi trong một thời gian khoảng 3 tháng trở lên 6 tháng trở lên thì anh chị có thể làm thế nào để quản lý tất cả các sàn một nơi quản lý các ví một nơi thì ngày hôm nay tôi hướng dẫn cho anh chị một cái công cụ có tên là coi để anh chị có thể hướng làm điều này ở trong cái sản phẩm của CoinGen tôi chưa có thời gian để review cho anh chị nhiều về cái này cái này là một cái công cụ nó là một cái DApp dành cho end user đầu cuối và cái này là multi-chain tức là nó hỗ trợ support tất cả các chain hiện nay các chain hiện nay mà đang nổi tiếng như là binance smart chain, solana hoặc là Terra hoặc là Polygon hoặc là Near hoặc là Avalanche đó một số cái chain hiện nay đang nổi tiếng thì cái coin game này hiện nay hỗ trợ tất cả multi chain và hiện nay thì ví thì nó hỗ trợ uh, cũng khá là nhiều ví uh, ví hiện nay thì đa số các công nghệ ví như sau cái ví đó là liên quan đến ví là ví Web3 tức là hỗ trợ Web3 ở của cái Web3 Foundation rồi ví Wallet Connect hoặc là ví Metamark, ví Trust hoặc là ví một số của loại ví của Binance như Binance Smart Chain hoặc gần đây mới nổi là ví C98 à, rồi thì anh chị em thấy là ở trong cái khi mà anh chị lập một cái tài khoản coi ghen á thì anh chị vào đây anh chị uh, đăng nhập và anh chị vào trong cái phần uh, này này, uh, product, sau đó anh chị vào phần là Crypto Portfolio Tracker. Thì khi mà anh chị vào đây á, uh, thì ở trong này á thì anh chị em thấy là nó sẽ thống kê cho mình tất uh, đây uh, đây là tôi liên kết tất cả một một cái tài sản ở trên Binance. Và nó uh, cái hay của cái này như sau. Đó là nó có thể thống kê được là hiện nay tôi đang sở hữu bao nhiêu đồng. Capital này này, để hướng dẫn các anh chị chút xíu, capital là vốn tôi bỏ ra để mua, à, vốn tôi bỏ ra để mua cái đồng đó à, là bao nhiêu. Rồi đây amount là gì? Amount là số lượng cái đồng đó. Average price là cái giá trung bình, current price là giá hiện tại, total present value là giá trị thực tại. Đây là P&L trong 24 giờ và P&L on time. À, anh chị có thể là đóng bớt cái tab này đi nếu như anh chị thấy là không cần thiết. À, đó, kiểu vậy. Rồi. À, ở đây thì sắp tới nó mở cái tính năng swap này. Để anh chị có thể swap từ trên này qua trên kia hoặc là swap cái đồng này qua đồng kia trong một chain. Và anh chị em có thể thấy, biết được là hiện nay mình đang sở hữu. Cái này gọi là allocation là ph phân bổ đồng nào đang bao nhiêu phần trăm và chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong danh mục đầu tư của mình Đây là cái biểu đồ chart về việc là cái danh mục đầu tư của mình tăng trưởng uh, ngày nào là hiện nay là cao nhất Ví dụ vậy đó, uh, cái profit ngày nào là cao nhất ừ. Rồi, cái transaction á, là nó báo cho chúng ta biết đó là gì nó báo cho chúng ta là làm thế nào để chúng ta có thể biết được là chúng ta đang mua bán đồng nào, à, mua bán đồng nào được không ạ? Đó. Anh chị em thấy là à, đây là một dãy lệnh swap được bán ở trên cái rồi, cái này cũng thế à, các lệnh open order. À, thống kê trade thông order rồi. Ok, đợ, rồi à, đó là cái à, thông tin cơ bản. Thế thì cái hay của cái này á cái hay của cái À, cái này này là hiện nay à, cái hay á là hiện nay tôi sẽ nói cho anh chị cái hay á, đó là vậy nếu như anh chị mua một cái đồng mà anh chị sở à, à, sở mua một cái đồng rất là ok ở trên một nền tảng một cái hệ một cái lát nào đó tuy nhiên thì anh chị không phải mua một lần mà anh chị là cái trường phái gọi là dca tức là trường phái là là cân bằng á, bình quân giá đó Thế thì anh chị mua rất nhiều lần, mua có thể tới hàng chục lần Thế thì nếu như vậy thì anh chị không thể biết được cái mức giá trung bình của toàn bộ uh, tất cả những cái lệnh mua đó là bao nhiêu à, Thì anh chị em phải biết, là ví dụ đây là cái giá trung bình của Binance của tôi mua là 351 đô Hiện nay là nó uh, 494 đô Thế thì tôi mua cái lệnh BNB này này, không phải một lần mà tôi mua mấy chục lần Thế thì nếu như anh chị không có một công cụ quản lý, anh chị tính bằng tay trong cái Excel hoặc là quản lý ở đâu đó thì anh chị không thể biết được cái giá toàn bộ cái cái amount này mình mua với giá là trung bình là bao nhiêu. Thế thì khi nó lên bao nhiêu thì anh chị không thể biết được là mức lời của nó, à, mức lời của nó là bao nhiêu. Ví dụ hiện nay mức lời của tôi của tài sản BNB là 22.000 đô, ví dụ vậy thì tôi biết được mức lời bởi vì tôi biết được cái mức giá trung bình của toàn bộ mấy chục tài khoản của tôi mua. Bởi vì nó có cái giá thực tại này, thì giá trung bình mà giá thực tại có rồi thì nó sẽ tính ra được cái gì ạ là giá của 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 BNB thế thì một số anh chị hỏi là cái portfolio này tracker này nó có gì đặc biệt uh, uh, có gì đặc biệt hơn so với là coi market cap mm. ok câu hỏi rất hay coi market cap thì nó cũng có một cái uh, gọi là portfolio à, đây Tuy nhiên cái portfolio của Coin Market Cap á thì uh, nó cũng uh, ok. Tuy nhiên, tuy nhiên nó có một vài cái uh, ưu điểm của nó là là nó có cái hệ thống thống kê rất tốt đến từ là gì ạ? À? Đến từ là 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 Coin Market Cap bởi vì bản thân nó là một cái cái số liệu thống kê và nó cũng biểu điện chạc này, allocation này, rồi biểu đồ cái uh, uh, statistic này. Đó, rồi cái access của mình này thế thì uh, cái này ví dụ như cái cái này á thì anh chị em có thể thấy là yeah, uh, nó cũng có giá trung bình nhưng mà cái giá trung bình của cái này á thì nó đến từ cái việc là anh chị phải nhập bằng tay đây anh chị phải nhập bằng tay tức là anh chị bán anh chị mua bán bao nhiêu cái đồng này anh chị phải nhập bằng tay buy sell nhập bằng tay vào nhập cái transaction vào nhập bằng tay vào Thế thì uh, câu chuyện là một lệnh hai lệnh thì anh chị có thể nhập được nhưng mà nếu cái đồng này mà anh chị mua bán trên sàn mà lên tới là uh, hàng chục lần, ví dụ anh chị hâu từ tháng 3 đến tháng 6, uh, anh chị hâu 3 tháng nhưng mà anh chị giao dịch trong thời gian hâu là khoảng mấy chục lần thì chả lẽ mình phải lên đây mình cập nhật một đồng mà mấy chục lần như vậy, tương tự các đồng khác cũng cập nhật như vậy thì anh chị rất là mất thời gian. Bởi hiện nay thì coi mà cái cáp nó không cho các anh chị là có thể làm gì ạ? là là nhúng được cái hệ thống ví dụ tôi thêm một cái portfolio ví dụ tôi thêm là test test A đi ừ. thì hiện nay cái test test một này này thì anh chị muốn ạt coi vào thì nó chỉ cho anh chị ạt coi vào thôi à, à, một ngàn à, được không? thì khi anh chị mà mua à, ví dụ à, một ngàn ADA à, một ngàn ADA À, với cái giá như đây thì anh chị đang holding là khoảng 2.890 đô giá trung bình là 2,89 và hiện nay giá đang giảm là 0,1% tuy nhiên thì cái này là nhập bằng tay các anh chị ạ. nhập bằng tay có nghĩa là khi các anh chị buôn bán ADA này thì anh chị phải thêm cái transaction này vào thì điều đó làm cho cái gì ạ làm cho cái việc quản lý các anh chị là rất thủ công và mệt bởi vì nó không có lấy trực tiếp ở trên sàn cho nên cái hay của cái uh, coi Gen này đó là anh chị làm gì ạ anh chị cũng thêm một portfolio. Ví dụ anh chị thêm ở đây là anh chị có một tài khoản đợi, tạm thời là Binance, Binance 123. À anh chị có API và uh, API key và có cái secret này thì cũng tôi hướng dẫn các anh chị lấy. Và khi anh chị submit cái này rồi vào thì anh chị sẽ có một cái danh mục đầu tư uh, giống như tôi thế này. Ví dụ uh, có tất cả các đồng ở đây. Đó, thấy không? Và anh chị biết được là 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 À, cái số vốn bỏ và hiện nay thì đã lời bao nhiêu trong cái số vốn thực. À, rất hay chỗ đó các anh chị nha. À, nó hay ở chỗ đó. Vậy thì anh chị có thể check được các lệnh, check được các simple, check được cái thời gian và anh chị có thể hai ẩn cái cái ba lần nhỏ. Và quan trọng anh chị có thể thống kê được chart và những transaction. Trong thời gian sắp tới anh chị có nhu cầu swap thì cái hệ thống gen sẽ mở cái tính năng swap cho anh chị xem. Rồi Vậy thì cái điều hay ho ở đây là gì? Anh chị là 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 anh chị có thể thêm coi hoặc là delete cái danh mục này hoặc là thêm. Thế thì cái hay của cái tracker này của CoinGen đó là nó tự động lấy API của Binance, của huobi của OKEx hoặc là bay hoặc là của FTX để đưa lên đây để thống kê và tính toán giá trung bình cho các anh chị mà không phải giống như là coi market cap là bằng tay. Hoặc là nếu anh chị giao dịch ở trên ví Metamark hay ví Trust hay là ví uh, uh, yeah, uh, Wallet Connect hoặc là ví Web3 nào đó thì chỉ cần có cái History thì hệ thống CoinGain sẽ thống kê về và tính toán cho các anh chị để đưa ra được cái mức giá uh, trung bình của các anh chị và trong thời gian sắp tới hệ thống này phát triển nó có thể đưa ra những cái khuyến nghị về đầu tư, những cái chart, những cái phân tích gọi là Deep, uh, deep uh, Statistic chuyên sâu để mà phân tích để đưa ra những cái lời khuyên đầu tư cho các anh chị về đồng đó nên buy hay chưa nên sell hay chưa nó tùy thuộc vào cái mức mục tiêu của các anh chị rồi bây giờ tôi hướng dẫn cho các anh chị cách để à, thêm một cái gì à, api và và cái key và cái secret của binance nhé. ok rồi ở cái cái sản phẩm á, nó có hướng dẫn các anh chị cái cách để lấy một cái api nếu như anh chị có một cái tài khoản binance rồi ạ nếu như anh chị có một cái tài khoản Binance rồi ạ thì có một điều đặc biệt đó là anh chị đăng nhập nó ở trên laptop hay là hay là desktop cũng được à, anh chị thấy thì ở trong cái phần mà mà này này à, cái hình profile này anh chị vào cái chỗ mà API management này sau khi vào đó xong thì nó nói các anh chị là tạo ra một cái bản cái tên cái tên mà API anh chị muốn đặt ví dụ anh chị có thể đặt cái gì cũng được Binance 123 Binance gì cũng được đúng không? sau đó thì nó nói các anh chị à, là phải tạo ra cái gì ạ à? à, mở một cái google authen à, google authen là cái công cụ mà à, tất cả những dân đầu tư phải biết đó là anh chị phải có google authen để có thể làm gì ạ à? có sáu số để anh chị nhập vào khi mà anh chị mở cái api nó bắt anh chị phải nhập cái google authen này thì nếu như anh chị không biết cách để khởi tạo google authen thì tôi hướng dẫn các anh chị trong một cái clip tiếp theo khi mà anh chị có cái đó rồi thì khi anh chị nhập vào thì nó thành công nó enable thì uh, ở đây nó hiện ra là cái key Đó anh chị phải copy cái key này vào, à, copy đầu tiên là copy cái dòng này vào, dòng này vọng vào, vào đâu? vào chỗ này, anh chị vào chỗ cái key này. Thế thì cái suy kỵ này thì anh chị lấy ở đâu? anh chị tiếp tục quay trở lại cái chỗ binance anh chị thấy cái chỗ mà 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 suy kỵ kia này, thì ở đây là nó giấu bởi vì nó đã ma hóa, disrupt cái cái key này rồi. thì anh chị copy cái này vào. Tuy nhiên tôi khuyến cáo các anh chị trong cái tình huống này là anh chị để, để tính năng á đó là chỉ đọc thôi, đó là enable uh, reading thôi còn tính các tính năng khác là anh chị tích bỏ hết đi, uh, chỉ để mỗi cái này thôi, để cho nó an toàn, để cái API các anh chị hoàn toàn an toàn nhé. Rồi, các anh chị đã có cái API key và cái secret key này rồi, thì anh chị bỏ lên đây, bỏ lên đây, sau đó anh chị bấm submit là xong. Sau khi bấm, uh, anh chị có thể đặt cái connection name này là gì cũng được nhé. Rồi, sau khi anh chị xong thì anh chị thấy là có thể thêm được rất nhiều cái portfolio cùng một thời điểm. Anh chị uh, tôi thêm ở đây tạm thời là năm cái bốn uh, cái uh, ABI của Biden, còn uh, một số cái ví như là apple hoặc Trust hoặc Metamart thì tôi chưa có link lên đây. Đó. Đó. Thế thì anh chị em thấy là khi mà link lên đây thì uh, nó có thể có được cái nơi gọi là on-access là tài sản tổng tài sản tổng là nó đếm được tất cả anh chị ở các tài sản ở ví ở sàn là có bao nhiêu tiền và nó thống kê lên đây và à, vốn anh chị bỏ ra là bao nhiêu tiền và giá trung bình của cái đồng đó là bao nhiêu và nó sẽ quyết định anh chị đang lời bao nhiêu ví dụ à, tôi cho anh chị xem à, cái phần à, lợi nhuận lớn nhất đó là của tôi đó là đồng bnb à, là lời 33.000 đô tiếp theo đó là cách Doc solana đây là những đồng mà tôi đã bán rồi đó, đây là những cái khoản đầu tư mà lợi nhuận uh, tốt của tôi. Rồi. Rồi, đó là một uh, thông tin À, để anh chị có thể cập nhật được là một cái nơi để có thể tracker được tất cả những cái khoản đầu tư của mình hãy nhớ là khoản đầu tư đó dù ở trên bài nè ở trên bất kỳ cái sàn nào hoặc ở bất kỳ cái ví nào thì anh chị cũng thể móc về đây và hệ thống sẽ tự động tính toán các lệnh cho bạn có nghĩa là bạn không cần làm bằng tay tính toán là anh chị đã bán bao nhiêu rồi sẽ bao nhiêu như ở trên cái coin market cap này này thì rất là thủ công mỗi một lần bán hay mua anh chị phải là transaction nó thì rất là 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 mất công. Còn cái hệ thống API mà tự động tính cho anh chị thế này rồi thì đây là công cụ rất tốt để hướng dẫn cho anh chị đầu tư trong một khoảng thời gian 3 6 tháng hoặc là trong thời gian đó anh chị mua bán rất là nhiều lệnh thì một lần nữa là tôi Hướng dẫn các anh chị ngày hôm nay như vậy thì một lần nữa anh chị cứ làm đi. Nếu như anh chị không có uh, rõ gì đó thì hãy PM cho tri, đơn vị uh, Trade Azure. Uh, họ sẽ hỗ trợ các anh chị về mặt kỹ thuật để anh chị có được một cái tài khoản để có thể tracking được tất cả những danh mục đầu tư của mình nhé. Một lần nữa hãy nhớ đến uh, kênh Trade Azure để anh chị cập nhật cũng như là đưa những cái thông tin bổ ích các anh chị xem nhé. Rồi, bye bye các anh chị.